đặt thời gian á. Làm hai đống. Còn đống đang đập còn kia đống ở đây bà con chờ đống. Hiện tại đầu nành này đã có trái rồi. Nó trúng rồi rồi, tài lắm tài. Đây, đoạn nành này đã khô lá rồi, gần thu hoạch nữa. Cái đoạn nành này gần cũng gần thu hoạch rồi đó. Lá đã khô rồi. Tại ở đây chắc khoảng được hơn là một hecta đoạn nành nè bà con. Cắt thủ công nhưng mà tay bà con. Sau này có cắt rồi mình sẽ quay cho bà con xem.